Xin chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở trong siêu thị Vingroup ở quận Long Biên, Hà Nội, trưa ngày 26 tháng 6 2017, trưa ngày thứ hai quý vị, và đang có mặt ở quán Bắc, nơi đoàn ăn cơm trưa để tạm biệt Hà Nội đi về Hạ Long nè. Đây là menu lẩu. Rồi, mời quý vị vô xem ăn lẩu quán Bắc nha. Wow, thấy hấp dẫn không? Lẩu hải sản ha. Có nghêu, mực, cá. Nồi nước lèo. Wow, có nấm nữa. Đây có nem rán, có nộm, gỏi bắp chuối già. Chị thấy ở ngoài Bắc có ăn quả quất, quả tắc cái gì, nó thơm hơn quả chanh. Trưa nay đoàn ăn xong sẽ trực chỉ đi Hạ Long. Đây toàn cảnh nhà hàng quán Bắc này. Nhìn ra bên ngoài cái gì, chiên người lẩu hải sản. Ok, hẹn gặp lại quý vị nha. Thank you, see you.